Very last chance to attack now into the box. Moonsy on Min, and he's found the top corner. Gyeongbuk could reclaim top spot, looking to get themselves back into it. Early hands on the ball. Then HAGL on the attack again, and they have their equalizer. Văn Toàn lao xuống như một chiếc xe đua Ferrari và anh đã xé lưới Gyeongbuk, một đối thủ đã nhiều người nhận định Hoàng Anh Gia Lai gần như không có cửa. Ở lượt đi bảng H AFC Champions League năm nay, Hoàng Anh Gia Lai đã thua đau vào những giây phút bù giờ cuối cùng. Văn Toàn trở thành nhân vật thủ vai chính bởi anh là người đeo băng thủ quân đội trưởng và cũng chính anh bị chửi nhiều nhất do hành động được cho là ném chiếc băng đội trưởng xuống sân. Thật ra, chúng tôi thấy thương cảm cho Văn Toàn vì đấy là một hành động diễn ra trong vô thức. Chiếc băng đội trưởng rời khỏi cánh tay một cách bộc phát chứ không phải một tình huống cố tình phủi bỏ. Lại nhắc đến chuyện cũ, sau trận thua tức tưởi 1-3 trước SHB Đà Nẵng ở vòng 6 V-League 2020 trên sân Hòa Xuân, vì quá thất vọng với màn trình diễn bạc nhược của đồng đội, Văn Toàn đã tháo tấm băng captain và ném xuống đất. Hình ảnh đó được máy quay ghi lại, Văn Toàn phải hứng chịu bao nhiêu cơn bão gạch. Sau trận đấu, cầu thủ người Hải Dương đã phải đăng đàn xin lỗi về hành động được cho là sốc nổi đó trên. Tôi không thể kiềm chế cảm xúc thật nên cảm thấy có lỗi với các bạn và đồng đội của mình. Tôi xin lỗi vì đã để mọi người thấy hình ảnh không đẹp ấy. Về bản chất, hành động ném băng đội trưởng của Văn Toàn đều giống nhau. Tuy nhiên, nếu đặt trong những hoàn cảnh hệ tham chiếu thì nó hoàn toàn khác nhau. Một bên là sự bực tức về những đồng đội đã chơi thứ bóng đá thiếu sức sống và một bên bày tỏ sự tiếc nuối đến tột cùng khi đội nhà không thể có được một điểm ở trận đấu dù đã bước vào những giây cuối cùng. Hành động của chủ tịch Văn Toàn trong trận đấu với Gyeongbuk đã trở thành một đề tài chém gió sôi nổi trên mạng xã hội. Đơn giản, hành động ấy có thể giúp Vato ra mắt bộ sưu tập những chiếc áo mang thương hiệu của anh. Thành thử ra, Văn Toàn được nhiều hơn mất dù có hành động tương tự khiến anh phải no đòn trên sân Hòa Xuân cách đây 2 năm về trước. Hoàng Anh Gia Lai chỉ có một sự thay đổi duy nhất so với trận đấu lượt đi khi Minh Vương được điền tên để đá bên cạnh Xuân Trường. Sau tiếng còi khai cuộc, khung thành của Huỳnh Tuấn Linh liên tục rơi vào trạng thái báo động. Chỉ một phút sau khi pha giải vây của Kim Dong Su trong vòng cấm, lưới của Hoàng Anh Gia Lai đã phải rung lên ở phút 17. Sau một quả đá phản góc bên cánh trái, dù có chiều cao khiêm tốn nhưng Moon Sung Min, người ghi bàn thắng duy nhất ở trận lượt đi, đã bật nhảy như trốn không người, mở tỷ số cho các nhà đương kim vô địch Hàn Quốc. Những dự cảm về một ngày đen tối đã đến với Hoàng Anh Gia Lai, nhưng không phải như vậy. Sau bàn thua chóng vánh, học trò của Kia Tì Sắc đã chơi đầy quả cảm. Xuân Trường, Minh Vương rất nỗ lực để giành lại quyền kiểm soát bóng. Ở phía trên, những Văn Toàn, Công Phượng hay Brandao tích cực tranh chấp giúp những người yêu mến của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai nhìn thấy những tia sáng ở hiệp 2. Đội bóng phố núi đã lột xác hoàn toàn. Họ chơi thứ bóng đá điếc không sợ súng với sự tự tin kiểm soát bóng cũng như thể hiện những phẩm chất kỹ thuật tốt đẹp của từng cá nhân. Ở thế trận lai dai, bất ngờ đến ở phút 62 của trận đấu, Hữu Tuấn cướp được bóng trên chân của đối thủ. Sau vài nhịp nhấn bóng, trung vệ này thực hiện một đường chọc khe như dọn cỗ để Văn Toàn thoát xuống ghi bàn hứa hòa cho Hoàng Gia Lai. Quay chậm lại pha bóng này, Hữu Tuấn quá xuất sắc trong vai trò một cầu thủ phòng ngự lẫn người tổ chức tấn công. Và quay chậm lại, người ta mới thấy được Văn Toàn có tốc độ khủng khiếp như thế nào. Nói một cách quá, Vato Nguyễn chẳng khác gì một chiếc xe công thức 1, chỉ cần nhấn ga là lao vào chứ không cần phải đè pa hay sang số. Bàn thắng này không chỉ mang về một điểm cho Hoàng Anh Gia Lai, mà nó còn có tính cởi trói tinh thần cho Văn Toàn, cho các đồng đội của anh ấy. Cần phải nhắc lại, đã từ lâu lắm rồi, Văn Toàn chưa nổ súng và bản thân cầu thủ người Hải Dương cũng chia sẻ, đã lâu rồi tôi mới ghi được bàn thắng. Bàn thắng này giúp cho tôi giải tỏa được áp lực. Đã có lúc, tôi không muốn tự tin vào bản thân nữa. Tôi cũng đã nói điều này với huấn luyện viên. Bàn thắng vào lưới Gyeongbuk giúp tôi tự tin hơn rất nhiều. Văn Toàn không phải mẫu cầu thủ hô hào đồng đội chiến đấu. Anh cũng không quá sôi nổi trong phòng thay đồ. Đổi lại, mỗi khi vào sân thi đấu, chân sút này luôn mang tinh thần của một chiến binh chạy đến giọt sức cuối cùng. Tiền vệ Minh Vương từng cảm thán, nhìn Văn Toàn chơi bóng thì cả đội phải nhiệt theo, không cho phép mình được đứng lại. Sau bàn thắng đêm hôm qua, rồi đây sẽ có nhiều người nhìn theo Toàn mà đá. Hoàng Anh Gia Lai gắn bó với tôi hơn 10 năm, đây là năm thứ 7 của tôi tại V-League. Suốt thời gian ấy, tôi cảm giác mình có lỗi với chú Đức, chủ tịch Đoàn Nguyên Đức của Hoàng Anh Gia Lai vì chưa có một danh hiệu nào hết. Tôi và anh em cầu thủ vẫn chưa đáp lại công ơn mà chú đào tạo ra mình. Mong muốn vô địch của tôi chưa bao giờ biến mất. Tôi luôn nghĩ rằng mình sẽ thi đấu thế nào, bùng nổ ra sao, tích cực hay mạo hiểm thế nào. Tôi không muốn mình đá một trận đấu an phận. Tôi muốn mình phải bùng nổ, tạo ra những cơ hội giúp đội giành chiến thắng. Có thể mọi người đi rồi, còn tôi vẫn ở lại khát khao giành chiếc vô địch cùng với câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai trong tôi vẫn rất lớn. Văn Toàn từng tâm sự trong một chương trình truyền hình. Một thực tế cần phải thừa nhận, ở Hoàng Anh Gia Lai, Văn Toàn chưa bao giờ được thừa nhận vai trò của mình, dẫu anh có những đóng góp to lớn cho đội bóng này trong suốt 7 mùa bóng tại V-League. Thật ra, Toàn cũng không cần người ta nói quá nhiều về anh. Anh chỉ cần Hoàng Anh Gia Lai chiến thắng, có thành tích để không hổ thẹn với những người đồng nghiệp vẫn hay bông đùa, team Văn Toàn vô địch trong lòng người hâm mộ. Năm ngoái,
Văn Toàn đã tin vào hoa hồng. Anh tin vào thời đến thì không có gì cản nổi. Nhưng số phận chớ trêu, V-League 2021 phải hủy giữa chừng vì đại dịch Covid-19. Ở mùa giải năm nay, Hoàng Anh Gia Lai khởi đầu ì ạch và điều đó khiến cho người ta dự báo đội bóng này sẽ trở thành cái rổ đựng bóng tại AFC Champions League khi nằm cùng bảng đấu với những cây đa cây đề của bóng đá châu Á. Văn Toàn có lẽ là người mang nhiều nỗi niềm nhất trong những cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Nỗi niềm ấy đến từ việc anh không được trọng dụng ở đội tuyển quốc gia khi có cơ hội, hay lại chơi tậm tịt mỗi cách khó hiểu. Đã từ lâu, rất lâu rồi, Văn Toàn vẫn chưa ghi bàn trong màu áo đội tuyển quốc gia. Mọi thứ cứ giằng xé khi Hoàng Anh Gia Lai đánh mất hình bóng của một vị quân vương. Bản thân Văn Toàn cũng thừa nhận, anh và các đồng đội đánh mất sự tự tin và có thời điểm, cá nhân anh cũng không còn tin vào chính đôi chân của mình. Bàn thắng vào lưới John Book chẳng khác gì một liều thuốc vi diệu dành cho Văn Toàn. Gần 20 phút cuối trận đấu, người ta đã thấy một Văn Toàn hoàn toàn khác. Anh tự tin cầm bóng sâu kim đối thủ và dám thực hiện những quả vê bóng thượng thừa. Bấy nhiêu đó thôi vẫn chưa đủ để nói về Văn Toàn. Văn Toàn đã tìm thấy bản năng của chính mình. Nhưng dám tin, tiền đạo người Hải Dương đã tìm lại cảm hứng chơi bóng sau thời gian dài lạc nhịp. Chính chúng tôi cũng thích câu nói của một cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai rằng Văn Toàn sẽ là một quả bom nổ chậm và rất có thể anh sẽ bùng nổ trong thời gian tới đây. Chắc chắn, trên con đường dài mà Văn Toàn sẽ bước qua, không thể thiếu sự hỗ trợ của những người đồng đội. Brandao, Công Phượng đã làm tốt phần việc của mình. Sau mọi thứ sẽ tốt hơn nữa nếu tin vào tấm gương của Văn Toàn, một cầu thủ luôn có ý chí và sức chiến đấu trên sân. Nhìn từ những màn trình diễn đã qua, có người đặt ra câu hỏi thế này: Văn Toàn có phải là một cầu thủ lớn hay không? Thẳng thắn mà nói, tầm nhìn của Văn Toàn vẫn chưa lớn như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, nhưng Văn Toàn luôn là cầu thủ mà mọi huấn luyện viên muốn có trong đội hình. Nói nôm na, có đôi khi Văn Toàn giống như một chiếc xe VinFast, cứ nhẹ nhẹ lướt qua trên đường mà không cần bình sạc điện. Nhưng cũng có đôi khi, người ta lại thấy anh như một chiếc siêu xe Ferrari toát lên sự đẳng cấp và trở nên vô giá. Quả thật, Văn Toàn đang ở giữa một cái khoảng vô định, cho nên thật khó để đòi Văn Toàn phải hoàn hảo, phải trở thành siêu sao trong mọi trận đấu. Bản thân Văn Toàn cũng hiểu, anh cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để muốn chạm đến những cột mốc mới và những đỉnh cao mới trong sự nghiệp cầu thủ. Bản thân Toàn cũng có thừa khát vọng, chứ anh không muốn đóng vai một nhà vua không ai.